Trong lúc mà nhiều địa phương trên cả nước đang căng mình chống dịch, thì tại Hà Nội, 6 thanh niên lợi dụng chỉ thị giãn cách xã hội, đóng giả lực lượng chức năng ra đường chặn bắt người dân để chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã bị lực lượng công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang vào đêm ngày 3 tháng 8. Đây là toàn bộ những cái tang vật của các đối tượng giả danh lực lượng chức năng tham gia nhiệm vụ chống dịch vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ. Với những cái bộ quần áo của dân quân tự vệ, những chiếc gậy của lực lượng chức năng như thế này thì các đối tượng này đã ra đường chặn bắt người dân vi phạm chỉ thị số 16 của chính phủ để cưỡng đoạt tài sản. Thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. 6 đối tượng này bàn nhau mặc quần áo dân quân tự vệ ra đường tìm người dân không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Khi phát hiện người vi phạm, nhóm này sẽ yêu cầu dừng xe kiểm tra và dọa đưa về trụ sở công an phường để xử lý. Đối tượng chủ mưu của vụ việc này là Nguyễn Đức Anh. Dưới sự chỉ đạo của thanh niên này, ổ nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 3 triệu đồng. Nhưng gặp người vi phạm thì biết sẽ xuống xe và Đức bảo là bắt cho anh em mấy ni lông tiền lẻ uống nước. Đừng đi tập huấn dân quân tự vệ vài ngày ở phường, sau đó Đức về làm bảo vệ cho một quán trà sữa. Sẵn có bộ quần áo dân quân tự vệ cùng bộ đàm chủ quán giao, Đức sắm thêm 2 chiếc dùi cui điện cùng một khẩu súng nhựa để tham gia băng nhóm giả danh dân quân cưỡng đoạt tài sản. Rạng sáng ngày 3 tháng 8, khi đang cưỡng đoạt tiền của 2 thanh niên tại đường Trần Nhật Duật, cả nhóm đã bị cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ. Dạ, quần áo này thì từ trước em đi dân quân ạ. Còn những cái công cụ hỗ trợ mà dùi cui điện đấy thì em nhặt được ạ. Em có cầm đi ạ. Và khẩu súng nhựa kia thì em mua ở hàng đồ chơi ạ. Còn bao cái bộ đàm kia thì em đi làm ở chỗ kiểu quán trà sữa ngày xưa thì bơ cái quán này nó sập thì em có cầm về ạ. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như này thì việc các đối tượng giả danh lực lượng chức năng dừng xe của người vi phạm, lợi dụng cái việc người dân không thể ra đường trong thời gian giãn cách để cưỡng đoạt tài sản là vi phạm pháp luật. Và đồng thời cái việc này công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân là hạn chế ra đường trong thời gian giãn cách, nếu không có việc cần thiết thì nên ở nhà. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm. Theo điều 170 Bộ luật hình sự, người nào đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.